Rồi, chúng ta đi vào cái buổi đầu tiên. Chúng ta ghi cho tôi như sau. Mọi người nghe được không? Nghe rõ thì rồi. À, chúng ta ghi. Dự báo đời người. Thông qua số sinh thần. Số sinh thần. Là phương pháp sử dụng 5 tháng ngày giờ sinh được quy đổi về dạng số học. Rồi gán cho nó các giá trị biến hóa dựa trên sinh khắc, dựa trên mối quan hệ sinh khắc. Chúng ta có 12 số cơ bản. Chúng ta có 12 số cơ bản. Số 1 là tý. Số 2 là xỉu. Chúng ta vẽ cái hình này. Theo cái hình này trên bảng.
Xong chưa? Thì có 12 chữ số cơ bản là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tương ứng là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Trong 12 số này lại chia thành số âm và số dương. Số âm và số dương. Những số nằm trên đường xanh này là số dương. 1, 2, 3, 4, 11, 12. Với kiến thức của lớp này thì chúng ta phải tạm quên tất cả những kiến thức của lớp cũ đi nha. Và số âm là 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, mỗi số này nó có một năng lượng khác nhau. Chúng ta ghi đi, mỗi số có một năng lượng khác nhau. Có thể xung khắc các số khác. Trong đó thì trong này có những số thuần dương. Thuần dương, à riêng có một số ở đây là số 0 thì tôi sẽ nói sau. Thuần dương là số 1, 3 và 11 là chỉ phát mà không thu. Tức là cái năng lượng của cái số đó chỉ phát ra, chỉ chiến đấu thôi, chỉ cho mà không nhận, giống như là máu ô đó, chỉ cho không nhận, chỉ phát không thu. Đấy là số thuần dương hay còn gọi là dương trong dương. Còn có những số mà nó không hoàn toàn dương, gọi là dương, gọi là âm trong dương, thì bản chất là nó là số dương nhưng nó lại chứa âm, cho nên nó phát trước và thu sau, hay là cho trước nhận sau, là gồm có số 2, số 4 và số 12. Rồi, bây giờ là có số thuần âm là số 8 và số 10, là âm trong âm. Số 8, số 10 là chỉ cho không, chỉ nhận mà không cho, chỉ thu mà không phát. Rồi có trong số âm lại có những cái số mà có phát có thu là số 5, số 7 và số 9. À, riêng cái số mà số 6 là số âm, thì gặp âm thì hóa dương mà gặp dương hóa âm, là số 6 này là số lượng tính. Số 6 là số lượng tính. Chúng ta ghi tiếp là bây giờ ngũ hành của từng số và ý nghĩa của nó như thế nào. Số 1, số 2 và số 12 là thủy. Số 3, số 8, số 9 là thổ. Số 4, số 5 là mộc. Số 6, số 7 là hỏa. Và 10, 11 là kim. Thì trong các cái số này á, thì nó cũng chia thành âm dương và hàm nghĩa đại diện cho các thứ. À, ví dụ số 1 nó là âm thủy, là nước. À, số 4 nó là dương mộc, thì chúng ta ghi cái bảng này vào để sau này chúng ta luận giải. Mất hai buổi đầu là nó hơi khô khan.
Xong chưa? Nếu chúng ta vẽ ra một cái vòng, cái vòng từ trường thì nó sẽ như thế này. Đó, và có các con số. Các con số thì ta vẽ đồng hồ ra, kim đồng hồ ra nha, thì đây là số 12. Đây là số 1. Mọi người vẽ cái vòng này vào. Số 1. Chín. Thì đây đính chính là 12 con giáp không? Tý Sửu Dần Mão tương ứng với 12 con giáp là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Đây á, nó có khác với cái kiến thức cũ một chút. Thủy ở đây là màu à? 12 con số này là thủy. 12 1 2 là thủy. À, 3 8 9 là thổ. 3 8 9 là thổ. 4 5 Dần Mão, Mão Thìn. 5 Ngọ là hỏa. Màu đỏ nha, tôi ký hiệu bằng màu sắc nhá, ngũ hành ký hiệu bằng màu sắc nhá. 11 là kim. Đó, kim chỉ mộc hỏa thổ. Nó cũng gần gần giống với cái kiến thức cũ. Thế thì 12 con số này được thay thế, 12 con giáp được thay thế bởi 12 con số.
và ngũ hành của nó được tượng trưng bằng màu sắc ở trên hình. Chúng ta có 3 số thuộc thủy là 12, số 1 và số 2. 3 số thuộc thổ là 3, 8 và 9. 4 và 2 số thuộc kim là 10, 11. 2 số thuộc mộc là 4, 5 và thuộc hỏa cũng có 2 số là số 6 và số 7. Đó, thế thì bây giờ giả sử quay lại slide cũ chưa xong hả? Rồi. Quay lại một tí nha. Một số người chưa chép xong cái bảng trước này. Xong bảng này chưa? Quay lại bảng kia nhá. Đó. Thì bây giờ chúng ta xét căn cứ vào ngũ hành thì chúng ta làm cho tôi bài tập sau đây. À, trước khi làm bài tập thì tôi sẽ minh họa như thế này đã. Nếu chúng ta xét rằng số 12 chẳng hạn, thế thì số 12 này sẽ sinh cho số 4. Số 12 sẽ sinh cho số 4. Chúng ta làm cái mũi tên như sau. Đó, số 12 sẽ sinh cho số 4. Số 12 cũng sinh cho số 5. Đó, bởi vì thủy sinh mộc mà. Mối quan hệ tương sinh thì ta nói là số 12 sinh cho số 5. Số 12 khắc số nào? Số 12 sẽ khắc số 6 và số 7. Số 12 này sẽ khắc số 6 và số 7. Tôi giả sử là sinh thì tôi để là màu màu trắng, còn khắc thì tôi sẽ để là màu, tôi để một cái màu khác đi, khắc thì chúng ta sẽ để cái màu màu đỏ nhé, màu đen, màu đen à, màu đỏ đi, thống nhất là khắc thì màu đỏ mà sinh thì màu xanh đi cho nó tươi mắt. Đó. Như vậy là chúng ta có, như vậy ở đây chúng ta nói là, ta nói 12 khắc 6 tức là thủy khắc mộc, thủy khắc hỏa. Tương tự 12 khắc 7 thủy khắc hỏa. 12 sinh 4 tức là thủy sinh mộc.
12 sinh 5 tức là Thủy sinh Mộc. Quan hệ ngũ hành của các con số là như vậy. Bây giờ chúng ta hãy làm bài tập sau đây. Chúng ta có số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tôi làm mẫu một cái này. Chúng ta lấy hàng ngang so với hàng dọc. 1 với 1 là hòa. Bởi vì thủy với thủy là hòa. 1 với 2 cũng hòa. Thủy với thủy là hòa, nhưng 1 với 3 thì là 3 khắc 1, cho nên 1 bị khắc à, tức là bị khắc. Đâu ai có cái này để rõ hơn thì như sau. Ta là cột, đối phương là hàng. Ta là cột, đối phương là hàng. Chúng ta làm bài tập này. Ví dụ một, ta là một nha, thì đối phương là một thì hòa. Đối phương là hai, ta cũng hòa bởi vì thủy với thủy là hòa. Nhưng đối phương là ba thì ta bị khắc bởi vì ba là thổ. Ba là thổ. À. Bốn là mộc thì là ta sinh. Ta sinh. Bởi vì ta là một là thủy mà. 5 cũng là mộc nhưng ta sinh. 6 là hỏa nên ta khắc. 7 là hỏa nên ta khắc. 8 là thổ nên nó khắc ta. Là bị khắc. 9 cũng là thổ nên ta bị nó khắc. 10 là kim. 10 và 11 là kim nên nó sinh ta. Sinh ta. 12 cũng là thủy giống ta nên hòa. Đó, tương tự như vậy chúng ta làm hết cái bảng này trong 5 phút cho tôi. Như vậy là qua cái bài tập này sẽ giúp chúng ta là nhớ lại cái ngũ hành của 12 con số.
Được chưa? Có phải chữa không? Các không cần đúng không? Dần dần chúng ta sẽ làm nhiều bài tập nên cái đó sẽ ấy thôi. Cái này bài tập này giúp chúng ta ghi nhớ nhanh là cái việc là ngũ hành của 12 con số. Bây giờ lại chúng ta cần đi thêm một số cái đại diện, cái ý nghĩa của các con số nữa để nó khi luận giải chúng ta có cơ sở. Đây là các cái ý nghĩa đang gắn cho các con số. Chúng ta ghi thêm cái bảng này vào.
Xong chưa? Chưa xong à? Cái này là chúng ta ghi nhớ về cơ bản ấy, là nó cũng liên quan đến các cái cung càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn ấy, thì có một số người chưa học cái phần đó, thì rồi phần sau đến đoạn nào mà liên quan thì tôi sẽ nói.